kinh này có đến 10 vị phẩm thiên, có ý là bạn vì hiểu được Đức Phật. Thì nhờ cái sự thức tỉnh của hai tạo thiên cư mà họ đã đi đến Đức Phật. Bài kinh hôm nay sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền vị giảng sư ngày thứ ba giảng giảng. Và bây giờ thì xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho chánh kinh của bài học. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Và chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Sư đã giảng nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Bài 6. Kinh Phạm Thiên Giới Brahma Loka Suttang. Phúc quả thường sanh phiền não. Dẫn nhập: phước báu nhân thiên là điều đáng mong mỏi, nhưng theo lời Phật dạy thì cũng tàng ẩn những nguy hiểm. Phước nhiều thì tâm hưởng thụ dính mắc càng nặng, vì vậy sự hưởng thụ phóng túng càng tăng. Sống với tâm dại đãi là khởi đầu của đọa lạc. Rất khó để nhận ra điều này vì phúc hòa khôn lường. Chỉ có bậc đại giác mới chỉ rõ sự nguy hiểm giữa lạc thú trần gian. Chính vì thế, giáo lý duyên khởi dạy rằng sự hiện hữu trong kiếp trầm luân là sự luẩn quẩn của nghiệp, quả và phiền não. Kinh văn: tại Sawatthi, thổ ấy, vào một buổi trưa Đức Thế Tôn đang đọc cư tịnh mật. Bấy giờ có hai phạm thiên bích chi, Subrahma và Sutta Wasa, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, một vị đứng tại một cột trụ. Rồi phạm thiên bích chi Subrahma nói với phạm thiên bích chi Sutta Wasa: này hiền giả, Đức Thế Tôn đang đọc cư tịnh mật, nay không phải lúc thích hợp để hầu thăm Thế Tôn. Có một phạm thiên giới phồn vinh và sung túc, tại đấy có phạm thiên sống trong hưởng thụ. Chúng ta hãy đi đến phạm thiên giới ấy đánh thức phạm thiên. Thưa vâng, thiền hiền giả. Phạm thiên bích chi Sutta Wasa đồng thuận phạm thiên bích chi Subrahma. Rồi phạm thiên bích chi Subrahma và phạm thiên bích chi Sutta Wasa biến mất ở chỗ Đức Thế Tôn và hiện ra ở phạm thiên giới nhanh như người luyện tập thể hình con duỗi cánh tay. Vì phạm thiên ở cảnh giới đó thấy hai phạm thiên đi đến liền hỏi: chư giả, chư hiền giả từ đâu đến? Này này hiền giả, chúng tôi vừa đến điện kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Hiền giả cũng nên đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán đẳng giác. Nghe nói vậy, vì phạm thiên kia biến hiện thành ngàn thân và hỏi phạm thiên bích chi Subrahma: hiền giả có thấy thần thông và uy lực của tôi chăng? Tôi có thấy. Với thần thông và uy lực như vậy thì tôi cần gì đến hầu thăm một sa môn hay bà la môn nào nữa? Phạm thiên bích chi Subrahma biến hiện thành 2000 thân và hỏi phạm thiên kia: hiền giả có thấy thần thông và uy lực của tôi chăng? Tôi có thấy. Này hiền giả, Đức Thế Tôn có thần thông và uy lực vượt xa hiền giả và tôi. Hiền giả nên đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rồi phạm thiên kia nói với phạm thiên bích chi Subrahma bằng kệ ngôn: 300 Supanna,
còn 400 hăng sa, 500 yakinisa, cung điện của hiền thiền giả chói sáng cả bát phương. Bích chi phạm thiên suprama, dù cung điện của bạn chói sáng của bát phương, bậc minh triết không chuộng sắc biến hoại nguy hiểm. Rồi phạm thiên bích chi suprama và phạm thiên bích chi sutta qua xá, sau khi đánh thức tâm tư vị phạm thiên kia liền biến mất, và phạm thiên ấy không lâu sau đó đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Thích văn: Kiên cha pí tê tăng chá lá tê quý ma năng, cung điện của người rực rỡ thì sao? Ô pha xá giang út tá rá xăng đi xa giang, dù chói sáng cả phương bắc. Rupê rá năng đi xoa xá đa phá quê thí tăng, thấy được sự nguy hiểm của sắc luôn chao đảo. Tassa na rupe ramati sumethoti, bậc minh triết không thích thú đối với sắc. Thích nghĩa: thuật ngữ bắc che cá brahma phạm thiên bích chi chỉ cho những phạm thiên độc cư độc hành không ưa quần tụ. Theo sứ giải, 300 supanna cùng 400 hăng sa, 500 yakinisa là hoa văn họa tiết của cung điện phạm thiên ấy, mà là sự áo hóa của thiền định của vị này. Supanna giống như kim xí điểu, hăng sa giống như thiên nga, da khi ni sa giống như cọp. Ba loại này là những hoa văn họa tiết thường được khắc họa ở những đền thờ gỗ tại Ấn, do tỳ kheo Giác Đặng chuyển dịch và biên soạn giáo trình. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề gạnh nắng lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân thâm còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết pháp thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Tự Quyền giảng bài hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bổn Sư nhé. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Quang, cảm ơn Tự Quy cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Đại Đức Tự Đức cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Na ra hằng sấm ma sấm bút thô Phật cầu hòa thăng Phật cầu hoàn tăng áp thí hòa đề mi xoa khả tô Phật cầu hòa ta tham mô tham mang nam sa mi su pati pa no Phật cầu hòa tô sa va ca san cô san khang nam ma mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tăng dương đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, nguyện nhiều quay được tam bảo hàng giờ hội đến sự tâm đức tăng, những tu được của chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái phần kinh mà
Thưa Nguyên Bộ, phúc quả thường sanh phiền não. Quả thật như vậy. Nếu như chúng ta hiểu biết về kinh văn, hiểu biết về lời dạy Đức Phật một phần, thì chúng ta mới thấy được rằng quả thật chúng ta có phước, đó là một điều rất tốt. Nhưng nếu cái phước đó mà nó không được vun bồi, không được chuyển hóa một cách đúng đắn, thì nó lại một cái họa lớn, chứ không phải là bình thường. Thì hỡi mọi người, bố thí làm phước cúng dường nhân sanh đến cái quả an lành, chắc chắn là như thế. Nhưng từ cái nhân sanh, cái quả an lành đó, chúng ta được rất là nhiều tiền của danh vọng và quyền chức. Nhưng cũng từ những cái danh vọng quyền chức đó mà chúng ta tăng thượng mạng, hay cái chúng ta càng tăng. Tham dục, pháp dục, tham dục là pháp tệ hại. Pháp dục ở đây là những điều kiện tốt mà chúng ta làm, như chẳng hạn như là bố thí, trì giới, tu tiến, vân vân. Đó là những thiện pháp, đó là những điều phước lành mà nếu như ai thực hành thì người đó sẽ được cái kết quả lạc ở trời hay người, hay sự tu tập một cách viên mãn, hay sự tu tập một cách chốt ráo về các thiền chứng của Samatha thiền, thiền chỉ, thì người ấy sanh về các cõi giới sơ nhị tam tứ thiền, hay không vô biên thức, vô biên vô sở, phi tưởng phi tưởng xứ. Người ta có thể tu tập cao cả đến cái đó, nhưng thì cũng còn nằm trong cái pháp giới hữu tình sanh tử mà tất cả chúng ta đã từng đi qua ở trong các cõi giới đó. Các cõi giới phàm chúng ta tự sanh ra vô rất nhiều lần, ở cõi khổ cũng như cõi vui. Chúng ta chưa vào các cái cõi thánh, hay là chúng ta chưa được chứng thánh. Đây là cái giá trị sự thật như vậy. Thì nếu như chúng ta được hữu phúc, được làm vua, chúng tôi ví dụ như vậy, được có quyền chức cao sang, mà chúng ta vì cái tham dục, hay vì cái lòng tham của chúng ta, vì cái sự sân hận, vì cái sự đố kỵ, vì cái sự ganh tị, vì cái sự lo sợ, mất đi cái quyền chức của mình, mất đi cái ngai vị của mình, mà chúng ta sẵn sàng chúng ta sát giết, hay chúng ta làm hại kẻ thù, cái người chống đối chúng ta, nó bao nhiêu đó thôi, cũng như chúng ta cũng thấy là cái điều đó nó nguy hiểm rồi. Thì cũng từ cái cao sang đó, từ cái quyền quý đó mà chúng ta có thể, bởi chúng ta có quyền cho nên chúng ta cũng giết, và chúng ta cũng làm hại rất là nhiều người. Đó là chúng tôi nói trên ở cái cõi dục giới này, hay cái cõi người. Chúng ta thấy giàu đổi bạc, sang đổi vợ, nó bị cái tánh vậy đó. Chứ ít có ai mà người ta giàu có, người ta đầy đủ quyền thế, đầy đủ tiền của, mà người ta biết khiêm cung, người ta biết hiểu và thương tính tha nhân. Nội chỉ nói lên cái đức tánh từ bi thì cũng là khó rồi, chứ đừng nói chi mà nếu như người ấy biết tiến tu như là các vị Bồ Tát. Cho nên cái một cái điều rất là quan trọng, tại sao mà gọi là ý đăng quá tâm mê vua nhân a sẽ quá khai gia quan ngô tú, ý đăng quá tâm mê đa năng bách chi vô hồ tú, tức là niết bàn sát cho bách chi vô hồ tú, niết bàn bách chi vô hồ tú, tức là công đức lành này, công đức thiện sự này hãy là nhân duyên để chấm dứt cái dục, cái lậu hoặc, hay là công đức này để thành tựu, để chấm dứt cái sự sanh tử khổ đoạn lậu về sau. Muốn như thế
Thì cái tâm mà chúng ta gọi là cái hướng tâm đó, khi mà chúng ta làm các công đức, và công đức đó nó có một cái sự ly dục, nó ly tham phiền não, mà chúng ta tạo công đức đó, đó gọi là công đức ba la mật. Chúng ta làm không vì, không vì lợi, không phải được hài tên hài tuổi, nêu tên nêu tuổi gì cả, mà chúng ta làm phước. Đó là cái sự dứt bỏ cái lòng tham của mình. Cái chỗ này nó quan trọng lắm quý vị. Dứt bỏ cái lòng tham của mình, và chúng ta làm công đức để chúng ta không có bị chấp thủ. Đây là tiền của mình, bây giờ mình làm phước là nó mất đi. Thì chúng ta hiểu được cái nhân quả. Cho nên chúng ta biết được mình làm phước nay vui, đời sau vui. Người làm thiện thì cả hai đời vui. Dạ. Vui thế mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Thì từ cái chỗ mà bỏ đi một cái thú vui, bỏ đi một cái tài sản của kiếp người, để chúng ta chọn cái kiếp của thiên giới. Và từ chỗ kiếp của thiên giới đó, đó mà chúng ta biết chuyển hóa, biết đó là những điều kiện thuận, điều tốt của mình, mà chúng ta tiến lên. À, chúng ta hướng tâm đó như là cái tâm của các vị Bồ Tát, quý vị. Cái tâm của các vị Bồ Tát khi các ngài làm cái thiện sự chỉ với cái tâm vô cầu những cái phúc quả tương lai của mình, mà chỉ là phun bồi cho ba la mật độ của mình, trong cái sự bố thí, trong cái sự trì giới, trong cái sự ly dục, và trong sự tinh tấn, trong cái sự nhẫn nại, trong cái sự kham nhẫn, vân vân, tất cả nói chung là thập độ đều phải được chúng ta quân tu một cách căn bản tốt đẹp bằng những cái phúc lành. Nhưng phải nói rằng một điều á, cũng nhờ cái tấm thân ngũ uẩn này chúng ta mới làm được các cái thiện sự. Chúng ta phải nhớ như vậy. Như là Pháp Quốc Kinh đã dạy rằng, như từ đồng một trống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử tạo được nhiều phúc lành. Thì chính vì có cái tâm đó, cho nên chúng ta mới tạo các cái công đức. Thì ở đây muốn nói rằng, cái quả sanh nó được tốt đẹp, nhưng cái quả sanh nó không biết, thì chắc chắn rằng, ở cõi dục giới mà còn phải bị như cõi dục giới là thường sẽ bị như thế, và ngay cả ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới cũng sẽ bị như thế. Nếu như các vị phạm thiên mà như sư phụ đã nói đó, các vị này không có chánh kiến, bởi vì chúng ta thấy rất là quan trọng. Cái điều đặc biệt ở trong pháp vô lực này, đó tức là cái gì? Đó là đoạn khổ, trên bài sự khổ và nêu lên cái sự chấm dứt khổ. Thì ở trong hay là bốn đạo bốn quả và niết bàn đó không có những ở trong những cái lời dạy khác, chỉ có lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta thấy nhiều lần ở trong kinh, ngay cả chúng ta thấy Đức Phật này tới Đạo Phạm Thiên bắt ca. Vì Phạm Thiên nó cho mình là cao cả, cho mình là sống lâu, cho mình là có nhiều thần lực, mình là có thể nói là bá chủ cả thế giới này. Nhưng Đức Phật này biết được rằng sự thật ra cái cõi giới của Phạm Thiên cũng không là bao đâu. Cho nên hồi nãy mà chúng ta thấy đó là ở cái câu cuối cùng đó, tức là bậc trí, đối với bậc trí giả đó, các ngài không có quan hỷ, không có thích thú cái chuyện đó. Tại sao như vậy? Bởi vì cõi giới đó rồi cũng sẽ bị cái gì, rồi cũng sẽ bị vô thường, rồi cũng sẽ bị biến mất. Hai chỗ này nè, rồi sẽ bị không bao lâu nữa rồi cũng sẽ ra đi.
Cho nên đừng bao giờ ở trên cuộc đời này chúng ta được bao nhiêu, được cái gì? Quả thật không được cái gì đâu. Rồi cũng trầm luân sanh tử đau khổ như bao ngày, như bao lần. Nhắc lại một cái điều này, chúng ta cũng nhớ lại cái điều mà trong kinh nói, một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian, vì hạnh phúc, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chiên và loài người. Và trong tam giới này chỉ có một, mà không ai có thể so sánh bằng, đó chính là đức thiện thệ Như Lai. Không ai có thể so sánh bằng. Ở trong cái kinh, gọi là cái kinh Châu Báu, đức thiện thệ là bậc cao cả, không ai có thể so sánh bằng. Tại sao như vậy? Kính thưa quý vị, như là cái lời khẳng định mà chúng ta được nghe bằng một cái Chetho Masmiti Lokasat Ayamantima Natthida Napunapavo. Thiên thượng thiên hạ với ngài độc tôn thử sinh cùng kiếp vô hữu hậu thân. Trên trời dưới đất chỉ có ta là cao cả. Ở đây là một sự khẳng định khi ngài còn phạm kia. Nó như là một cái ca khúc, nó như là một cái đã sẵn có ở trong cái tinh thần của một vị Bồ Tát kiếp chót. Và bảy bước hoa sen đó để báo cho thiên giới này, nhân thiên này, tất cả khắp cùng. Và cái sự xuất hiện của ngài nó rung chuyển cả trời đất mà. Tất cả các vị chư thần chư thiên họ cũng có một hiện tượng rất lạ đã xuất hiện. Và đó chính là chuẩn bị có một Đức Phật trên đài chánh giác ra đời. Và ở trong bài kinh Hy Hữu Vị Thần Phủ, chúng ta nhớ cái chỗ mà cái lúc mình chứng đắc Phật đạo của Đức Phật á, thì một chúng sinh duy nhất, một chúng sinh phi thường xuất hiện trên thế gian, vì hạnh phúc, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và là người. Sự xuất hiện của người ấy là đại quang đại minh, sự xuất hiện của con mắt lớn, thì ánh sáng đó nó mạnh và nó bao trùm cả tam giới này, cả xuyên suốt cả những tầng địa ngục đau khổ. Lúc đó nhìn thấy ánh sáng, biết được ở đây cũng có những người khác. Và cái sự chứng đắc của ngài nó làm bình lại những cảm thọ khổ, nó dừng lại các cảm thọ khổ của chúng sinh ở địa ngục. Đại quang đại minh của Đức Phật thì không ai có thể sánh bằng được. Các vị phạm thiên, dầu cho có thần lực, dầu có ánh sáng hào quang, dầu có cung điện cao sang như thế nào, nhưng cũng không thể sánh bằng Đức Như Lai được. Bởi vì chính ngài đã thành tựu cái Ba La Mật. Nếu chúng ta hiểu được cái kinh văn mà là những các vị phạm thiên có chánh kiến, thì các ngài lập tức có cái niềm tin như là Phạm Thiên, Tamana và Suttawasat. Thì chúng ta thấy hai vị Phạm Thiên này là người có cái niềm tin đến để đảnh lễ Đức Phật, đó là một cái chuyện khác. Còn vị Phạm Thiên kia, khi mà được cái sự nhắc nhở của các vị này, còn tăng thượng mạng nghĩ rằng ta có nhiều thần lực như thế, ta có nhiều thần thông như thế, thì cần gì mà ta đi tìm ai? Và nghĩ rằng là chắc cũng ai mà bằng ông ta đâu. Nhưng Phạm Thiên Subrahma và Phạm Thiên Suttawasat thì ngài nói rằng không, sự thật ra
dù có cung điện của bạn có chói sáng ở phương bắc phương, với một minh triết không có, không có chuộng. Bởi vì sắc biến hoại nó sẽ nguy hiểm. Ở đây có nghĩa rằng các vị chư thiên, quý vị biết, đến một lúc sắc tướng hay thần thông của họ nó yếu, nó giảm đi, là lúc đó họ gần chết. Họ chết thì họ tái sanh, tái sanh là khổ dục. Cho nên chỉ nhắc như thế là vị Phạm Thiên này, sau khi mà đến, sau khi mà hai vị Phạm Thiên đã đảnh lễ Đức Phật, thì vị Phạm Thiên đi về thì gặp vị Phạm Thiên này mới nói, và vị ấy mới cao ngạo như vậy. Nhưng khi đã được nhắc như vậy thì quả thật thì vị này cũng sự suy nghĩ, chắc chắn cũng sẽ rung động. Thì ra có những người đặc biệt và mạnh mẽ hơn nữa. Thì chúng ta thấy không riêng gì cái Phạm Thiên này đối diện với Phạm Thiên Subrahma và Suthawa Xá đâu, mà ngay cả có Phạm Thiên Bát Ca cứ tự cho mình là hay, tự cho mình là cao cả. Thì Đức Phật Ngài đến để mà Ngài Ngài giáo hóa. Bởi nhờ cái tự giác của Đức Phật, các ngươi không thể nào hiểu về pháp giới hữu tình này, và cái thần lực, cái hào quang đó nó cũng không là gì đâu. Bởi chúng ta thấy trong tam giới là lửa, trong tam giới là đau khổ, trong tam giới là luân hồi. Nó là như thế. Quả thật, một vị mà chứng đắc được sơ thiền, sanh về cõi Phạm Thiên coi như là ngàn ngàn năm ở cảnh giới đó hưởng lạc của thiền. Rồi các cõi sơ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái thời gian nó thật là lâu. Và các cõi giới của vô sắc nữa thì nó càng lâu hơn nữa. Có thể nói rằng các vị này tu tập phải nói là rất là mạnh mẽ, và tu tập cái thiền chứng của thiền Samatha, tức là thiền chỉ, thì nó cao cả. Chúng ta nhớ một điều, Phật Pháp, ngoài Phật Pháp này, chỉ những cái giáo lý của Bà La Môn giáo, họ có được cái thiền chỉ, nhưng không có được cái thiền quán. Để mà từ cái thụ thiền quán đó có chánh niệm, có tỉnh giác mà chứng đắc các tầng thánh đạo quả. Cái chỗ nó khác hơn và nó đặc biệt hơn là như thế. Có thể nói rằng là bởi vì vậy cho nên nếu như những Phạm Thiên có chánh kiến thì họ biết vun bồi, họ biết quân tập các cái thiện pháp. Từ cái giá trị của thiền chứng này, họ quân tập nhanh và nó nhẹ lẹ hơn nữa, nhờ cái sự tu tập, nhờ cái sự kết quả của thiền chứng Samatha, nó cũng làm nhân một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại, nếu như mà các vị đó mà không có cái, không có một cái chánh kiến mà rơi vào tà kiến, hay là ngay cả đoạn kiến cũng có nữa, thì chúng ta thấy họ sống dài quá, họ không thấy, họ thấy họ có trường cũ, họ thấy họ, họ không bao giờ thấy được cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết nữa, hay là cái sự sanh, sự diệt của cuộc đời này ở cảnh giới nó quá lâu. Hay các vị Phạm Thiên ở cõi vô tưởng, nó có lúc họ thấy họ không có cái gì hết. Và như vậy thì khởi lên một cái tư tưởng đoạn kiến, đấy cũng là một điều nguy hiểm. Đầu tiên thì họ thấy còn cái tâm hồn này, còn cái tâm này, còn cái thức này, cho nên đau khổ do kết quả thiền chứng. Họ mong rằng nếu mà tiếp tục chứng đắc sanh ra thì họ mong họ không có cái tư tưởng đường khởi sanh lên để gây những cảm thọ đau khổ. Thì kết quả của thiền chứng họ sanh về cõi vô tưởng, cũng như các vị trời vô tưởng, các vị trời vô sắc. Bởi vì thấy có hình quả hình sắc này cho nên mới có cái gì, có cái già, có cái bệnh và dẫn đến cái chết. Thì họ muốn rằng họ vô sắc, họ có tâm mà không có thân này, cho nên nó không có biết hoại,
nó không có thấy được cái sự khổ đau của thân, thì ngay khi đó xem như họ ngăn trừ được cái cảm thọ khổ thuộc về thân thức đối với các vị phạm thiên cổ vô sắc. Nhưng trong thời gian nữa rồi họ cũng thời gian nào đó cũng sẽ chấm dứt cái sự sanh tử đó. Nhưng các vị, như đã nói, các vị đó sống lâu quá, sống dài quá, và rơi vào một cái biên kiếp, mà nó rơi vào thừa đoạn kiếp, hay các vị trời vô tưởng, thì họ thấy họ không có sanh tâm, cho nên không có cái tâm đó, không có cái tâm, con người sống như thế thôi, rồi chết rồi, không có cái gì cả, thì cũng trở về đất nước lửa gió tạo thành, cũng trở về đất nước lửa gió, không có chuyện gì hết. Bởi vì bởi kiếp sống của họ, họ đã dừng được cái tâm ở cõi vô tưởng. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy cái đó chính là cái điều tốt, mà cũng là cái điều xấu đó chứ. Họ sanh về các cõi giới đó, đó là nhờ thiền chứng, nhờ thiền định, và tu tập thiền chứng, thiền định, nó chỉ một trạng thái Hy Lạc do ly dục sanh thôi. Cả một cái thân người, mà nếu mà chưa chứng được sơ thiền, nó chỉ mà chúng ta biết là chúng ta được cận định thôi, hay tâm của chúng ta định thôi, thì chúng ta biết nó có những ấn chứng, có những cảm giác lạc thọ mà từ xưa tới giờ chúng ta chưa bao giờ thấy. Nó cảm thấy dễ chịu, nó cảm thấy phải nói là phơi phới, và vì cho đó cho chúng ta chạy theo nó bao nhiêu đó thôi. Chúng ta thấy, có thể nói rằng nếu chúng ta hiểu biết được cái Phật pháp thì chúng ta mới thấy rằng cái công năng của thiền nó rất là to lớn. Kết quả của thiền định nó lại càng nhiều hơn. Nhưng trong tất cả những cái điều đó, nó cũng không bằng cái quả vị của Đức Như Lai. Bởi vì cái quả vị này là cái quả vị đoạn khổ, chấm dứt khổ, và con người khai sáng, con người giác ngộ lý tứ đế. Mà suốt 4 tăng kỳ đại kiếp, cái phần này Bồ Tát tu tập ba la mật để mới thành tựu. Cho nên dầu cho phạm thiên có cao cả cách mấy, có cao cả, có tốt đẹp cách mấy, nhưng cũng không có thể bằng được. Tại sao như thế? Bởi vì lâu quá đi, cái sự tu tập của Đức Phật nó quá đầy đủ, và nó quá là căn bản và tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta hiểu biết được cái giá trị hay là cái quả vị của Đức Phật đó, nó thù diệu và nó cao cả rất là nhiều. Bởi vì chính Đức Phật ngài đạt cái trạng thái bất tứ. Trạng thái bất tử, mà chính cái trạng thái bất tử này thì không có một cái gì mà có thể cho bằng. Khi chúng ta thấy đối với các vị phạm thiên có lâu dài như thế nào, rồi cũng trở về, cũng vần vần, cũng bất tích sinh mất ba đồ và do tham mô, cũng liên quan tương sinh, cũng không thoát khỏi cái lưới của vô minh, cái trùm của vô minh, họ chưa có phá được, họ chưa cắt đứt được cái sanh hữu. Và thế là phải có cái sự gì? Sự chết. Hễ mà chết có mặt thì tiếp tục già, bệnh, sầu bi, khổ, u não. Mà nếu mình nói về cái thần, cũng không cái gì mà so sánh bằng với cái thần lực của Đức Phật. Nếu như nói về cái hào quang thì cũng không có bằng hào quang của Phật. Quý vị biết đó, sự thật ra cái hào quang đó, đúng là toàn châu thân của ngài nó tuốt ra 6 màu, chứ không phải chỉ có cái đỉnh đầu mà chúng ta tưởng. Chúng ta, bởi vì khi mà làm cái hào quang đó, về sau này có một số vị cũng cải cách chuyện đó. Chúng tôi thấy cũng có nói rằng là chẳng đặng đừng thì để cái hào quang ở phía sau lưng Phật. Chứ sự thật ra chúng ta phải làm hào quang
từ đầu đến đến xuống chân của ngài, và cái hào quang nó túa ra, thì như vậy nó đúng trên cái tinh thần kinh văn. Mà ngài được cái hào quang sáu màu đó, gọi là nhất thiết chủng trí của ngài, nhất thiết chủng trí của ngài nó mới đạt được. Hay vị mà đạt được sanh tử minh, túc mạng minh, lậu tận minh, thì vị ấy mới có khả năng hào quang sáu màu, mà coi như là vị ấy từ trong thân nó tuốt ra. Hay là khi Đức Phật ngài quán nghiệm về cái lý duyên hệ nó cao cả và nó đặc biệt, thì cái hàng sáu màu đó nó phát phóng ra. Thì chúng ta thấy không phải chỉ là một phóng cái chân hay cái lực cái này, mà phát ra ngàn cả thế giới, nó vượt xa cái sự ngăn ngại hết tất cả mọi thứ. Còn nếu như mà cái thần lực của chính ngài đó, thì nó vô biên rồi. Và ngay cả ngài được cái tứ thần túc mà dục cần tâm và thẩm như ý túc, dục như ý túc của ngài, ngài muốn thì cái gì mà không được, bao la và tất cả. Chúng ta thấy có những lần mà ngài Kassipa hay là ngài Bụt Hiền Liên, ngài Xá Lợi Phất nhìn những chúng sinh để quán về cái tiền kiếp của con quả, hay những chúng sinh khác đi tìm một cái mối dẫn của nó đó, thì chính Đức Phật lúc đó ngài đi tới. Đây là không phải giới vất của Xá Lợi Phất, đây không phải lấy giới của Kassipa, đây là giới vất của các bậc toàn giác. Mà các bậc đó đạt được nó vô biên, không có gì mà ngăn ngại trên cái tinh thần, trên cái sự tu hay trên cái sự ước muốn của Đức Phật. Nhưng kính thưa quý vị, khi chúng ta học hiểu rồi, chúng ta mới thấy tất cả những gì Đức Phật ngài cũng có hết, có đầy đủ và có hơn người. Những đời sống bình thường của chính ngài là tất cả chiều theo cái gì, cái quy luật của các pháp, phải có sanh, phải có chấm dứt, và tất cả tùy theo cái duyên của chúng sinh. Cho nên cái duyên của Phật ở lại thế giới, ở lại cuộc đời chỉ có 80 năm, thì cũng như thế, 80 năm đó mà 45 năm hoằng pháp của ngài, ai hữu duyên đến ngài, ngài tế độ. Mặc dầu ngài có thể sống ngàn năm muôn kiếp, ngài có thể chuyển hóa tất cả mọi thứ bằng cái khả năng của chính mình, bằng một cái giới vức, bằng một cái Phật vức của chính mình, mà có thể làm được. Nhưng những gì mà xưa nay chư Phật quá khứ không làm như thế, Đức Phật hiện tại cũng không làm như vậy, cũng không thể làm. Bởi vì tất cả cái quy luật đều do cái duyên, mà cái duyên của Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, Đức Phật của Đàm của chúng ta, thì ngài, những chúng sinh hữu duyên với ngài nó chừng bao nhiêu đó, hữu duyên để trực tiếp ngài tế độ, thì Suphadda là vị cuối cùng. Và thế là Đức Phật ngài tế độ, sau khi tế độ xong và ngài vô dư y niết bàn. Thì chúng ta thấy cái sự xuất hiện một bậc chánh đẳng chánh giác có thể nói rằng tối thượng và cao cả. Nhưng cái sự tối thượng và cao cả đó mà đời con người bình thường không thể nói bằng một cái lời. Cho nên dầu sinh linh phàm hay là hội tụ ở đất hay là ở thiên giới, tất cả mọi thứ ở hư không giới vân, tất cả mọi thứ, thì họ cũng không thể nào so sánh được với Đức Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những gì mà Đức Phật ngài
là chứng đắc những gì mà Đức Phật Ngài Ngài đã thực hành. Nó thù diệu và nó to lớn và nó cao cả. Làm sao mà các vị phạm thiên đó chỉ chứng thiền, chỉ chứng đắc ngũ thiền, hay chứng đắc không vô biên thức vô biên vô số vi tử vi tự xứ hết? Họ đâu có thể nào mà chấm dứt sinh tử khổ đau. Bởi vì ở đây cảnh giới đó là tối cao. Mà quả thật chúng ta phải có một chánh tri kiến, chúng ta phải có một cái phước chánh đạo, con đường chánh tri kiến nó soi sáng cho chúng ta. Chúng ta nhớ cái chánh tri kiến đó là tự chúng ta phải có sự tu học, chứ không phải là cái phước đó mà do ai mang tới cho ta, mà chính chúng ta phải tự tu tự học và chúng ta tự thực hành để chúng ta có một cái tri kiến nó nhận được, hiểu về nhân quả, có một niềm tin để hiểu về nhân quả, hiểu về cái giới bức của Đức Phật, của giáo pháp và của chúng tăng. Và chúng ta phải công chánh tri kiến, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Chúng ta phải tu tập, bởi vì chính do phóng vật này, chính do vô minh này, làm nhân làm duyên. Mà tu tập làm sao cho vô minh diệt minh sanh. Nếu như mà vô minh không có, thì không có các hành. Không có các hành không có, thì thức tái sanh không có mặt. Mà thức tái sanh không có mặt, thì không có xúc, không có thọ, không có ái, không có thủ, và không có sanh hữu nghiệp hữu để dẫn dắt sinh tử đau khổ trong cuộc đời. Cho nên cái sự so sánh đối với các vị phạm thiên, mà các đối với bất cứ một vị phạm thiên nào mà có cái sự so sánh cái thần lực và cái quả vị đối với Đức Phật, thì một cái sự so sánh nó rất là yếu và tệ hại. Bởi vì nhiều vị phạm thiên lắm, nhiều vị phạm thiên ở trên cõi trời, ở trong cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, họ được nhiều cái thần lực, họ đều được nhiều hào quang, họ được nhiều cái tuổi thọ. Nhưng điều họ phải hoại đi, họ cái sắc họ phải hoại, cái hào quang họ phải yếu dần và thế là kết thúc. Họ phải sanh trở lại cái cõi dục giới và tiếp tục dẫn con đường xưa lối cũ mà không có thể thay đổi được. Mà chỉ có Đức Phật Ngài mới cắt đi cái gì? Cắt đi cái con đường xưa của sanh tử đau khổ, có lối mòn của vô minh, có lối mòn của khổ đau, có lối mòn của tử sanh, không còn nữa. Cái sự đến đi trong cuộc đời này không còn. Cái nơi nào mà không có đi đến cõi dục, đi đến cõi sắc, đi đến cõi vô sắc, thì nơi đó chính là Niết Bàn. Chúng ta thấy hay như vậy. Còn vướng vấp ở cái ấy thì là còn sanh tử khổ đau. Bởi cho nên Niết Bàn không bao giờ gọi là cõi Niết Bàn. Cõi là chúng sinh nương về đó để hưởng lạc, gọi là cõi Niết Bàn. Hãy cõi thì chúng sinh nương sanh vào đó, thì sanh vào đó hay có cái sanh thì có cái gì, là chết, có cái sầu bi khổ u não, hay có cái bệnh hoạn khổ đau. Sự nghĩa về Niết Bàn nó rất là hay đó, tức là không còn cái vướng bận ở trong tam giới này nữa, không còn, tức là không có tái sanh ở trong tam giới nữa, người ấy chính là Niết Bàn. Quả thật khi chúng ta tu tập á, bởi vì tại sao? Đừng có ước mong sanh về cõi giới, cõi chư thiên, mà ước mong chúng ta luôn luôn có một chánh tri kiến. Chúng ta luôn luôn có một cái chánh kiến. Và chúng ta luôn luôn có một cái sự thọ trì những học pháp, chúng ta có một trí tuệ để chúng ta thực hành, để chúng ta vun bồi ba la mật. Thì dầu ở hoàn cảnh nào, ở nơi nào,
Nhưng cái duyên nghiệp của chúng ta được cái chủng trí tuệ, cái chủng chánh kiến đó, nó cũng dẫn dắt chúng ta về bờ giác, hay về, về có ánh sáng trí tuệ nó xuất hiện. Còn nếu như mà chúng ta không suy xét, không thực nghiệm, không thực hành cái lời dạy của Phật, hay không học hiểu cái lời dạy của Phật, mà chúng ta chỉ đi đến để bái sám, để thi lễ, hay chỉ đơn giản là làm phước cúng dường, thì rất là tiếc. Chúng ta cúng dường cũng phải biết cúng dường bằng một con trí tuệ, thực hành các thiện sự bằng một trí tuệ, mà trí tuệ đó là do chánh kiến dẫn động. Hành động này, việc sự suy nghĩ này, lời nói này, để tương lai chúng ta chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, hay cái lời nói này cho người, mong người được ly khổ đắc lạc, chuyển mê khai ngộ, cái sự nghe pháp, cái sự học pháp cần phải có cái sự thẩm đạt của tâm tư chúng ta. Mà nếu như chúng ta có học Phật pháp thì người ta nói sai thì chúng ta biết. Cũng như là có một người nào đó xuất hiện lên, bây giờ ta nói được Phật này, đây là một cái pháp mà bí truyền, bây giờ được ta khai sáng, được ta được một cái may mắn đó, tức là được nhận cái sự ân kim này, giao cho ta khai sáng cái lời dạy của Phật, chúng ta biết xạo liền, chúng ta biết là sai lầm. Bởi vì Đức Phật này không có khải thị giao cho ai một pháp môn nào cả, mà những cái gì 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, những con đường đến sự đoạn khổ diệt khổ, chấm dứt sinh tử khổ đau, thì ngài đã đưa chúng ta hết, ngài đã bày ra hết, nó không có cái sự che giấu gì cả. Mà họ nói như vậy thì chính họ tưởng đâu là chỉ có họ mới là có đủ cái duyên phước, họ đủ một cái điều kiện, bây giờ họ chia sẻ cho mình, thì cái điều đó là chúng ta biết nó không phải là Phật ngôn, nó không phải là lời dạy của Phật, mà đó chính là một cái sự tà giáo, hay là một sự mưu tính, một cái sự lừa gạt. Hay nói rằng bây giờ Đức Phật dạy bây giờ phải tu con đường này, tu như thế này rồi chúng ta mới sanh về cái cõi giới này, và ở đó chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được chấm dứt sanh tử khổ đau, không còn khổ đau nữa. Chúng ta về cõi giới đó được hưởng lạc, vân vân, thì hoàn toàn chúng ta biết đây không phải là lời dạy Phật, mà Đức Phật ngài dạy chúng ta, dẫn dắt chúng ta về con đường không sanh không tử, không đau khổ, không lạc, không đau khổ, không vui không buồn, một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, không khổ không sầu, không có hạnh phúc và cũng không có khổ đau. Một trạng thái, chỉ là một trạng thái, cái cảnh niết bàn. Tâm đã hoàn toàn không còn trở lui ở cuộc đời này, là cái sự sanh tử đau khổ. Bởi vì cuộc đời có vui là cuộc đời có buồn, cuộc đời có sanh ắt phải có tử. Hỡi nương gá ở cõi nào đó, nhập vào đó thì phải xuất ra. Đây là một cái giá trị tuyệt đối mà tất cả kiếp phàm phu con người chúng ta phải nhớ rõ. Cho nên vì vậy ước nguyện cái sự sanh tử đó chính là cái sự chấm dứt sanh tử khổ đau, đòi hỏi cần lắm một cái chánh tri kiến để hiểu rõ về vô thường, về khổ não, về vô ngã, về cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này. Thực sự ra thì kiếp sống con người chỉ là sự hội tụ của ngũ uẩn. Đây là một chánh kiến cần phải hiểu biết, chứ không phải sinh ra sắc thân này, địa vị này, học vấn này và tài sản này là của A, của B, của C, mà thật không phải như vậy, mà của cái thân ngũ uẩn đó. Nó đến thì nó phải bị cái sự vô thường thân xác này, rồi cũng phải ra đi. Từng người, người này đi trước, người kia đi sau. Khi sanh ra trong cuộc đời, đâu có mang theo vàng bạc châu báu gì,
bây giờ có, nhưng khi chết đi thì cũng bỏ lại vàng bạc châu báu, ngọc điện ngọc vợ đẹp tinh gì cũng bỏ lại hết. Thì nếu chúng ta không làm vua thì tài sản danh vọng đó, quyền lực đó, đối với những người mà có nhiều cái phúc lạc, có nhiều cái điều kiện tốt thì cũng bỏ lại thôi. Lúc đó ra đi với cái gì? Cái thiện duyên hay là cái ác duyên dẫn dắt chúng ta đi, hay là cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện dẫn dắt chúng ta đi? Cho nên vì vậy cái bài kinh hôm nay rất là quan trọng, bởi vì chúng ta làm phước ắt phải có phước, bởi vì nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Còn nghiệp không trắng không đen thì sẽ kết quả không trắng không đen, chính là một cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng ở trong cuộc đời này. Cho nên vì vậy nghiệp trắng mà chúng ta biết chuyển hóa cái nghiệp trắng đó, để không phải từ cái nghiệp trắng này rồi chúng ta được được quá nhiều cái điều kiện thuận, và từ chỗ đó chúng ta đánh mất, và thế là chúng ta gây nên nhiều cái sự đau khổ cho tha nhân, cho tất cả chúng sinh. Thì đây là một điều mà tất cả chúng ta nhớ. Dù nghèo, dù được quyền thế như nào, nhưng chúng ta sống cũng bằng một cái gì? Bằng của giá trị tình thương, bằng của giá trị hiểu biết, bằng của giá trị nghiệm suy xét rằng, như là thân xác mà từ xưa Thế tử Siddhartha đã nhìn thấy, rồi có người ta cũng có sanh ra, xin lỗi, có sanh ra thì thế nào thì rồi cũng sẽ bệnh, rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ chết như bao người thôi. Và hiểu như vậy, biết như vậy, chúng ta làm các công đức, các cái thiện sự để mong cho cái pháp độ của mình được viên mãn. Các thiện sự, các công đức đó không do một thần linh thượng đế nào mà ban phước cho ta, cũng không một cái phước đức đó không do ai ban phước, mà phải dính do chính chúng ta tự tạo ra, tự, chứ không ai mang tới cho mình cả. Chúng tôi có đọc được một cái là cái điều phước đức ấy, không do một thần linh thượng đế nào nó mang tới, mà cái điều phúc lành, cái điều phúc đức do tự chính tay ta tạo, chính tâm của chúng ta nuôi dưỡng, chính tâm của chúng ta thực hành, do thân do khẩu ý đó. Và phước đức hay hoặc là cái điều kiện tu tập hay cái quả vị an lạc, cái quả vị chấm dứt sinh tử khổ đau không phải tự nhiên mà có. Thật nhiên ngộ đạo tự thanh linh không có chuyện đó, mà phải là tự do tự thân của chúng ta gieo trồng và chúng ta nuôi dưỡng chăm sóc nó thì nó sẽ được lớn lên và nó sẽ được tốt đẹp. Nếu như chúng ta nuôi dưỡng những cái thiện sự để đưa đến những cái kết quả sanh y thì nó sẽ là đau khổ. Còn nếu như những thiện sự của chúng ta ước vọng rằng cái thiện sự này sẽ là nhân là duyên để cắt trừ sanh hữu, để chấm dứt sanh tử khổ đau, thì đó chính là cái yếu lý mà Đức Phật dạy. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có được điều trình bày qua cái duyên lý của tương bộ kinh. Kinh Brahmalokasutta là như vậy, chắc chắn rằng cần được cái sự thảo luận của các ngài để cho các bạn hôm nay được đầy đủ và được tỏ tường hơn nữa. Nếu có chuyện điều chi sẽ tất, con kính ngưỡng mong chư tăng quý ngài quan hỷ, và chúng tôi kính mong quý vị cũng quan hỷ. Kính chấm dứt thời gian thức nơi đây, xin kính dân và phước lành để được trời cho tất tứ đại thiên vương, các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thần chư thiên với tất cả chúng sinh ở tại chùa Đức Chùa Quảng Nghiêm, và cũng như mong tất cả quý ngài cùng quý vị được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Bảo Đa, Nam mô Sa Ca. Sa thú kính dân thì tỏ tình nguyện. Bạch Hòa Thượng Từ Xưa, không biết Hòa Thượng có mặt ở trước máy và Hòa Thượng có nghe được không? Nếu
Nếu Hòa Thượng Tề Siêu đang ở trước máy và Hòa Thượng nghe được cái thỉnh Hòa Thượng Hoa Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng, quý Phật tử có thấy Hòa Thượng Tề Siêu có mặt ở trước máy? Dạ, quý Phật tử có thấy được Hòa Thượng Tề Siêu có mặt ở trước máy không? Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng có nghe rõ không? Dạ. Xin lỗi quý Phật tử đó, là quý Phật tử có, dạ, dạ quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ, dạ quý ngài và quý vị thấy có còn vị giảng sư nào khác có mặt ở trong lớp học không? Xin được hỏi là có vị nào có thấy vị nào có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thưa Phật tử, có lẽ là đang bận một chút việc á, đang bận có chút việc ở đây, kính thỉnh Thượng tọa Tự Quyền Quan Hỷ trở lại với câu hỏi đầu tiên. Xin được hỏi Thượng tọa có thể trở lại với một câu thảo luận không? Trả lời khoảng chừng 10 phút. Dạ, không biết Thượng tọa Tự Quyền có nghe được không? Dạ, Thượng tọa Tự Quyền nha. Khi mà một vị Phạm Thiên tự hào về cái sự nguy nga trắng lệ của cái cung điện mà mình ở đó, thì Phạm Thiên Sukrama đã lên tiếng rằng Bậc Minh Triết ở đây chỉ cho Đức Phật á, ngài thấy cái nguy hiểm ở trong sắc, nguy hiểm trong sự hoại diệt của sắc. Khi mà mình nói nguy hiểm của vật chất, nguy hiểm của sắc, thì Bạch Thượng tọa Tự Quyền là ý muốn nói rằng cái sự hoại diệt á, nó làm cho mình khổ là một nguy hiểm, hay là chính cái sắc á, nó làm cho mình mờ đi cái trí tuệ của mình là nguy hiểm? Thì khi mình nói cái nguy hiểm của sắc, nguy hiểm của vật chất á, là thường là Đức Phật ngài nói về vị ngọt, rồi sự nguy hiểm, sự xuất ly, sự nguy hiểm chỉ cho cái gì? Xin kính thỉnh Thượng tọa Tự Quyền Quan Hỷ trở lại. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, giờ quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Con kính lễ đến chư tăng, kính chào đến toàn thể quý vị. Dạ, cảm ơn. Dạ, kính bạch Thượng tọa, thì quả thật thì cái sự nguy hiểm ấy mà Đức Phật ngài và cái bậc của chúng ta, bậc đại giác hay là bậc coi như là bậc ở trong cái bậc kinh hôm nay, chúng ta thấy cái bậc mà Chủ Minh Triết á, thấy các cái sắc biến hoại nó là một sự nguy hiểm. Bởi vì thế nào cũng phải có cái sự vô thường, mà nó mất đi là phải đau khổ. Và có cái sự sanh, sự diệt. Thì ở đây, đối với cái bậc Minh Triết, bậc thiền giả, là người ta phải hiểu cái quá vị của mình nó không có tồn tại vững bền. Mà như thế thì tiếp tục đau khổ, tiếp tục sanh tử. Cái gì ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta có một cái hiểu biết á, bây giờ mình làm một cái công trình, phải làm một cái việc gì đó mà mình biết cái này rồi nó chỉ 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nếu đâu các vị Phạm Thiên nó cả hàng triệu năm rồi cũng sẽ chấm dứt, thì nói lên đối với các bậc Minh Triết, các anh đã thấy được cái sự nguy hiểm của chính nó rồi, thấy cái sự chấm dứt, thấy một trong một thời gian anh đã thấy cái sự chấm dứt của chính nó rồi, anh còn vui cái gì nữa? Cho nên ở đây nếu như có cái sự tu tập thì mới biết được cái sự nguy hiểm của các dục, sự nguy hiểm của các sắc. Mà sự nguy hiểm của các dục các sắc đó chính là cái gì? Chính là một cái tệ tri để vì ấy tu tập nó mang tính tốt đẹp, nó mang tính viên mãn. Chứ thường thì chúng sinh hay chúng ta biết ngủ quên trên chiến thắng. Cái câu mà cái thành ngữ nó ngủ quên trên chiến thắng á,
Chúng ta tưởng chúng ta đã ổn rồi. Nhưng sự thật ra, cái chiến thắng này, hay cái kết quả này, nó chỉ là, đó chính là, nó như là cái điều mà bậc trí giả không có quan hệ, bậc trí giả cảm thấy nó vô vị, rồi cũng sẽ đến cái sự sinh tử khổ đau. Dầu cho cung điện hay dầu cho là hào quang hay dầu cho là cái tuổi thọ cũng không là bao đâu. Khi chúng ta nghe bây giờ thế kỷ này thế kỷ nọ cũng đã quá lâu rồi, con người sống làm sao mà qua nổi một thế kỷ. Nhưng có một người cũng có một thế sinh qua một thế kỷ, nhưng lúc đó chúng ta thấy con người mà sống mà được chừng trên 100 tuổi rồi, cái người đó nó rất là lạ. Mà có những người chúng ta tạm gọi tức là họ cũng còn bình tĩnh, nhưng điều mà cái sắc diện của họ nó không còn. Chúng ta tạm thời ví dụ cái kiếp người đi, thì sống như vậy họ biết chắc chắn rằng họ cũng chết, có vui gì. Sống lâu quá nó cũng là một cái phước, nhưng sống lâu quá mà nó phải cảm thụ quá nhiều những niềm đau nỗi khổ, những cái vui cái buồn, thì cái sự sống đó chúng ta cũng chẳng là bao. Còn các vị Phạm Thiên, các ngài sống trong cái thiền lạc rất là dài, được hưởng lạc của thiền nó rất nhiều, nhưng nó sẽ mất đi, chính cái sự mất đi đó nó đau khổ. Cái sự đau khổ này là chính họ, và chính là trở về đường xưa lối cũ, mà khi nãy giảng chúng tôi nói cũng đường xưa lối cũ của sanh tử, của dẫn dắt ở ba cõi bốn đường. Chỉ như thế. Và vì vậy cho nên nếu như mà chúng ta dầu cho, dĩ nhiên kính thưa quý vị, ở các cái cõi mà cõi Phạm Thiên hay cõi trời cao thì thường họ sinh về cõi dục, họ được cái phước lớn hơn cái những con người ở cõi khổ mà sinh về cõi người. Chúng tôi phải nhớ như vậy á. Họ rớt ở các cái cõi chẳng hạn như cõi dục, đây là cái cõi trời dục giới, thì cái phước duyên của họ nó cũng mạnh mẽ. Cái đó chúng ta phải nhìn nhận, ghi nhận cái sự thật như vậy. Thì dĩ nhiên có những chúng sinh cũng có thể rớt ở địa ngục do cái nghiệp của chính họ mà chúng ta không thể phân lường được. Nhưng dĩ nhiên họ giảm từng cái như rớt từng phần, thì cũng như một người giàu thật là giàu, bắt đầu tài sản họ mất dần, thì nó bắt đầu thứ hạng nó tụt dần. Thế nên rằng là vậy. Nhưng họ biết cuối cùng rồi họ mất trắng, mất tất cả. Thì quả thật cái điều này rất là đau khổ. Và quả vị của thiền chứng, đây chính là cái sự nguy hiểm của quả vị thiền chứng của họ. Họ phải mất đi. Chính cái đó là cũng là một sự đau khổ. Bởi vì khi mà không bậc minh triết không có chuộng, tức là Đức Phật này không có chủ cái đó, bởi vì cái đó nó còn diễn tiến, còn đau khổ, còn sinh tử ở ngay nơi đó. Cái sự biến hoại. Và dĩ nhiên cái quả vị Phạm Thiên đó nó cũng mất luôn. Khi mà họ chết đi, khi mà họ tử, thì không còn ở cái cổ chẳng hạn giờ. Họ đang ở cõi sơ thiền, họ đang cõi nhị thiền, đang cõi tam thiền, tứ thiền, hoặc là không vô biên, thức vô biên, vô số, phi tử phi tử xứ. Ở trong các cái cõi giới nào đó, thì các cõi giới đó đối với chính họ, thì họ cũng không thể nào có một cái có một sự trụ lại được, mà chính là phải rớt. Đây là điều thật sự là như thế. Không ai có thể bàn cãi được cái sự tình đó. Mà chính Đức Phật Ngài đã khẳng định rồi. Bậc đại giác không có vừa lòng.
không có quan hỷ, không có thích thú với cái chuyện đó. Bởi vì các ngài biết, biết cái sự tình nó là như thế. Quý vị biết, một cái điềm báo trước cho chính chúng ta, hỏi chúng ta vui, chúng ta buồn. Nếu như cái điềm báo trước cho quý vị là quý vị sẽ bệnh, quý vị sẽ chết, thì cái điềm báo đó, tâm phàm phu là rúng động, tâm phàm phu là lo sợ. Nhưng nếu một bậc trí giả, một giả, thì vị ấy nếu như được báo trước cái chết, họ rất là mừng. Bởi họ biết quý trọng cái thời gian đang sống. Đây là chính là cái giá trị để họ làm các công đức thiện sự, hay là họ tu tập để nhằm, để rốt ráo tu tập tích cực để được cái sự an lạc, để được cái sự tốt đẹp. Thì nếu như một cái điềm chết và được báo trước đối với các vị, đối với các vị phạm thiên, mà các vị đó biết chuyển hóa nó tích cực tốt đẹp hơn, thì là cái điều mà chúng ta khó có bàn cãi. Nhưng ở đây, như chúng tôi đã nói, ngủ quên trong chiến thắng đối các vị này, và các vị này cũng không có một cái chánh tri kiến một cách rõ ràng, một cách vững chắc, cho nên các vị đó phải trở lui về cái hạ giới. Chứ nếu như họ là bậc thức giả thì sự thật họ cũng không sanh vào các cái cõi giới phạm thiên này. Và bậc thức giả thì họ có cái tâm để họ hướng tu, để quân tu ba la mật, hay là để thành tựu và chứng đắc thánh đạo thánh quả. Ở trong cuộc đời này, nếu như chúng ta biết được những gì sẽ xảy ra, và chúng ta biết trân quý cái điều kiện tốt của chính mình, thì đây là một điều hết sức là đặc biệt. Còn nếu như mà chúng ta cứ lo sợ, rồi nó cũng sẽ phải tới, như là cái chết, như là cái bệnh, như là cái già, rồi chúng ta phải tới. Vì vậy cho nên tuổi trẻ này cần phải có cái gì? Cần phải có cái sự tranh thủ, cần phải có một cái sự hiểu biết mà để cho cái kết quả tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ, bạch hòa thượng đã có mặt ở trước máy chưa? Nếu hòa thượng có mặt trước máy thì dạ, cũng... dạ có được rồi, kính thưa thì tôi thưa quý rất nhiều. Bạch Chi Tôn Đức và thượng quý Phật tử, có lẽ là chỉ có thượng tọa Tuệ Quyền đang ở trước máy. Chúng tôi xin được tiếp theo lời thượng tọa Tuệ Quyền về bài học ngày hôm nay. Chúng ta có thể cảm nhận điều mà thượng tọa Tuệ Quyền trình bày trong hoạt động các bài pháp này đó. Như câu nói, người ta nói rằng mình sinh ra trong gia đình nghèo thì mình khổ. Khổ thì cái khó nó bó cái khôn. Có khi mình nghèo quá cái lo cơm áo gạo, chúng ta không có cái chí lớn, không có lập nên một cái tâm nguyện, một cái hoài bão lớn lao được. Nghèo là như vậy, nhưng mà giàu thì sao? Nếu mà nghèo khiến chúng ta khổ thì giàu khiến chúng ta hư. Không phải là mình sinh trong tình giàu có mà may mắn. Có một lần chúng tôi nghe một câu chuyện như là một bi kịch. Hai ông bà làm dược sĩ ở tại Mỹ rất là giàu, và đứa con nó lớn lên thì nó ăn chơi lêu lỏng, nó hư. Và có một người than với chúng tôi rằng họ đi học rất là cực khổ. Nếu mà có cha mẹ mà có tiền mà khuyến khích đi học mà nhiều tiền như vậy là giờ họ học tới đâu rồi, chứ không phải là hư hỏng như vậy. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe câu chuyện đó, nó là một bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh và của cả chúng sanh trong đời này. Ở đời này thì mình chỉ có hai cái, thường là có hai cái nghiệp làm phần chính, phần lớn đó, là thiện nghiệp và ác nghiệp. Làm ác nghiệp sanh một cảnh khổ thì khổ rồi, như trong địa ngục súc sanh Atula ngạ quỷ khổ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta làm thiện mà có được nhiều quả phúc, ngay cả vị phạm thiên mà chúng ta đề cập đây ở trong bài kinh này, vị phạm thiên có quá nhiều phước, phước và hào quang chói sáng cả bát phương, phước mà ở cung điện nguy nga giàu có. Thế nhưng sao? Thế nhưng thưa quý vị, do điều đó vị này tự mãn, do vì điều đó nó khiến cho vị này thấy rằng không ai bằng mình.
một mình có thể biến ra 1000 thân, một mình ở trong tòa lâu đài nguy nga, và vị này không muốn gặp bất cứ vị sa môn và la môn nào. Đó cũng là một hình thức ngã chấp khác, nghĩ rằng mình là nhất rồi, mình là tuyệt vời rồi, mình có đầy đủ rồi, thì mình không muốn nữa. Chúng tôi gặp vô số người ở trong những năm chúng tôi sống trong chùa, thưa quý vị, tại vì họ quá giàu thôi, do đó họ đi chùa, họ cứ nghĩ rằng làm sao cho trong chùa phải đón tiếp mình như một đại gia, họ không gì nghĩ đến chuyện là phước hết. Có những người đó họ biết được 20 quyển sách rất là nổi tiếng, họ đến chùa chỉ muốn người khác ngưỡng mộ mình, và họ không gì lắng nghe Phật pháp. Có những người họ quá đẹp, đẹp trai, đẹp gái, và họ luôn luôn tự hào về cái nhan sắc họ, họ cũng giờ muốn nghe pháp. Thì quý vị thấy không? Những điều như là giàu có, trí thức, học giỏi, danh tiếng, đẹp đẽ không phải là những cái gì gọi là vô phước. Những điều đó là cái phúc quả rõ ràng lắm. Nhưng nhiều khi phúc quả đó, nó làm nó tung lên cái ngã của mình. Và do tung cái ngã của mình, chúng ta không có cầu học, không có cầu tu. Thì cái đó là thôi. Bởi vì ở trong cuộc sống này đó, nếu mà chúng ta có được, và chúng ta có được cái đời sống mà tương đối tốt, đừng nói chi quý vị là người cư sĩ á, chúng tôi thấy là những vị xuất gia đó mà có tiền bạc nhiều, giàu có, chùa to, Phật lớn, đi qua các xứ hành hương á, là chỉ mua cái này sắm cái kia, đi đâu cũng muốn giao thiệp, muốn chứng tỏ là mình có chùa lớn, mà không bao giờ đến các vị thiền sư, đến các vị tu hành mà giảng dị. Tại mình thấy rằng những vị giảng dị bên trong không có phải là chỗ mà mình hướng đến. Mình đi đến chỗ nào mà thấy có vẻ là to tát, có vẻ là bề thế thì mình lui đến. Nhưng mà không may là những chỗ đó không có đạo, không có cái, chúng tôi không có cái tinh hoa. Mà trong lúc cái tinh hoa nằm ở một số các vị rất là giảng dị, các vị hiểu biết gọi là các vị Sumetho. Nên thưa với quý Phật tử như vậy là có phước nhiều cũng chưa chắc là may mắn đâu nha. Cái phước nhiều nó có nguy hiểm, và nguy hiểm lắm. Chúng tôi xin lỗi quý vị là đang bận tay một chút xíu, một việc rất là cần, tại vì có 3-4 người đang chờ đó. Chắc không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có thể trở lại trong 10 phút không? Đức tọa Tuệ Quyền có thể trở lại trong 10 phút thì đâu có khi trở lại dùm rồi, chúng tôi sẽ trở lại kết thúc phần pháp thoại hôm nay. Dạ, và kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá và kính bạch của Ngài, kính thưa quý vị. Và thật như cái lời của Hòa Thượng vừa nói đó, đúng như vậy đó quý vị. Giàu là một chuyện, khôn là một chuyện, được may mắn, được trí tuệ, được thông minh mẫn tiệp là một điều kiện hết sức tốt cho chính mình. Nhưng chúng ta lại ngã mạn, chúng ta lại tự cho mình là hay, tự cho mình là cao thượng, mà chúng ta ít bao giờ biết đón nhận những cái đề đạt, những cái sự chỉ rõ cho chính chúng ta, cho người khác. Họ vẫn nói cho người khác nghe mình được chỉ lỗi thì như chỉ chỗ chôn vàng. Nhưng những người mà hiểu biết nhiều, thấy họ có tiền của nhiều thì họ cho là họ đúng, họ cho là họ giàu nhất, trên cái gì họ cũng đúng hết trơn. Cho nên tất cả mọi người phải nghe theo cái đúng của, phải cho rằng họ đúng. Thì bởi vì những người giàu biết rằng trọng phú đó là người chỉ có tiền mà không có cái đầu. Nhưng điều kêu đứng là đứng, kêu ngồi là ngồi, kêu thưa là thưa, kêu giả là giả, cho họ được vừa lòng. Chứ sự thật ra người ta chả có cái sự kính trọng về mình. Về người trọng phú thì chúng ta dễ hiểu, nhưng điều về cái người mà có cái đầu óc thông minh mẫn tiệp, họ rất là giỏi, họ rất là hay. Nhưng cái gì nó cũng có một cái nguy hiểm của chính nó. Cái khôn đó đó, cái trí tuệ đó đó, mà nếu như họ đặt định vào cái việc tốt đó, thì nó sẽ tốt. Nhưng nếu như mà họ đặt vào cái việc ác thì nó cũng cực ác. Mà chúng ta nhớ, chúng ta gọi là những người mà khôn, và họ từ cái khôn đó đó, như chúng ta thấy, nếu những người gặp những minh quân á, là những người trị quốc á, bằng một cái tình thương, bằng cái trí tuệ hiểu biết. Chứ nếu như họ làm bằng một sự bảo vệ, bằng một sự cai trị,
trên cái đế chế hay là trên cái con đường của chính họ để bảo vệ ngai vị của chính họ thì thật sự rất là nguy hiểm. Thì ở đó nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái bình đẳng, nó thiếu cái sự dân chủ, thiếu cái bình đẳng. Bởi vì con người cần thiết phải có cái gì? Phải có một cái bình đẳng. Nhưng điều người thì nói nhiều cái bình đẳng thì người đó cô chừng chưa chắc bình đẳng. Mà người làm sao mà sống có sự chan hòa, sống có mà là một minh quân yêu dân, yêu nước, biết thương người như thể thương thân mình, thì đâu có những cái cuộc chiến tranh đau khổ. Nhưng chúng ta biết, để chế ra được những cái hạt nhân, những cái súng ống là toàn những người giỏi không à. Nhưng sự thật ra đó, họ chế ra đầu tiên thì họ cũng vì cái gì? Vì cái lợi lạc trước mắt của chính họ. Chứ sự thật ra khi họ chế xong rồi thì chúng ta thấy chỉ một cái chấn thôi, một cái enter thôi, một cái đụng vào cái nút đó thì đa phần đau khổ, nhiều người đau khổ và cả thế giới này đau khổ. Vậy thì cái điều đó nó như thế nào? Cũng do chính cái tâm tư của con người. Nhiều khi cái sự khôn quá, khôn lanh quá, hay quá, giỏi quá, nó cũng là một cái điều mà là nguy hiểm. Mà chúng ta có thể tạo nhiều cái đau khổ cho mình và cho người, chứ không phải một bình thường đâu. Đối với cái người mà có cái sự tập với cái thứ quý vị, họ hiểu một cái khác, hay một người có một cái sự hiểu biết trên cái tinh thần như là Bồ Tát thì có cái sự suy nghĩ khác, hay làm việc có cái trí tuệ, có cái hiểu biết, có sự nguy hiểm thì họ không thể nào làm. Nếu như gì một cái lòng tham của mình, vì một cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cái sự trả thù của mình và biết bao nhiêu cái sự đau khổ đến cho người khác. Quý vị biết như Việt Nam có một cái, có một giờ rồi có một người đó, họ trả thù người ta bằng cách tức là phóng lửa, phóng hỏa vô nhà người ta, và nó cháy 3-4 nhà liên tục luôn, như vậy chết cả đám. Thì phải nói rằng nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm lắm. Cái khôn của nó chính là một, có cái phước của trí tuệ để có một cái để có một cái sự hiểu biết, để có một cái sự suy tính, để có một cái sự phân tích này nọ tất cả. Nhưng điều nếu như cái đó đó nó là một cái điều tốt đó, thì nó là một chuyện khác. Như chúng ta biết, cái đầu của Hitler, cái đầu của Tần Thủy Hoàng không phải là bình thường. Nhưng vì cái sự tham vọng, biết bao nhiêu sinh linh phải đổ thải. Họ có phước đó chứ. Nhưng cái đó chính là một cái bất lợi. Rồi, bây giờ tất cả cho tới những cuộc chiến của ngày hôm nay cũng sản sinh từ từ những cái niềm đau nỗi khổ đó, từ cái sự chấp thủ đó, từ cái sự hiểu sai hiểu lầm đó mà sinh ra, mà đưa đến biết bao nhiêu là cái sự nguy nan của cuộc đời này. Cho nên dầu cho là người hay là trời, nó cũng đều nằm trong giới vực của sinh tử khổ đau. Đây là sự thật. Dầu cho là ở trời hay người. Cho nên chúng ta may mắn, chúng ta được cái duyên phước. Chúng ta tạm gọi là chúng ta có phước. Thì từ chỗ có phước này, chúng ta biết tạo các công đức thiện sự để chúng ta tiếp tục nâng cấp lên. Thì là một chuyện khác.
Nhưng thường, như đã nói, con người ngủ quên trên chiến thắng và không bao giờ biết dừng lại, không bao giờ biết cái gì, cái sự buông bỏ và cái sự dừng lại. Đến khi chúng ta đã làm rồi thì hối hận, thì nó muộn màng rồi. Bậc thức giả trí giả, người ta suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói, và làm cái việc này nó đưa đến lợi cho mình, lợi cho người thì mới làm. Còn lợi mình mà hại người cũng không làm, cho cả hai thì tuyệt đối không làm rồi. Mà lợi cho người mà hại cho mình cũng không làm, việc nào làm lợi cho cả hai chính là bậc thức giả. Cái điều này nó rất là đặc biệt, nó rất là hay. Đó là lời dạy của Phật á, điều nào mà làm lợi mà hại cho mình cũng không nên làm. Mà cái hại đây là hại về cái gì? Hại về cái sanh linh, hại về cái việc làm việc tốt của mình. Chứ không phải là ba cái việc vật chất thì không nói, mà chúng ta nói trên cái tinh thần mà cái thiện pháp thiện sự của mình. Chứ còn thí dụ bây giờ cho người, nếu như chúng ta có thể nhịn một miếng mà chúng ta không chết, thì chúng ta có thể chia sẻ cái miếng đó cho người, nếu như họ không có ăn họ chết. Cái này khác nha. Thì không nói đến cái chuyện mà vật chất, mà nói chuyện cái tinh thần, làm cái việc gì đó mà nó mất đi cái gì, nó tạo cái nghiệp đau khổ cho mình, tạo cái nghiệp đau khổ cho người. Tức là mình làm cái việc đó để đau khổ cho người mà lợi cho người khác, chúng ta cũng phải làm. Rồi làm cái điều đó mà dấn thân vào cái sự sát sanh trộm cướp gian dâm nói dối uống rượu vân vân, hay làm một cái hành động đó mà chúng ta tạo cái quả di thục cho đời sau đau khổ, chúng ta không làm. Dầu cho lợi cho họ nhưng tạo cái quả gì, cái điều này rất là đặc biệt cũng rất là hay. Tạo cái quả gì thuộc đó chính mà nếu như ta có cái hiểu biết thì chúng ta nói là một chuyện khác. Còn nếu như cái quả gì thuộc đó, chứ đừng chúng ta nghĩ rằng là lợi mình lợi người hay lợi người lợi mình, là trên cái tinh thần vật chất thì không có tính cái chuyện đó, mà chính là tạo nên cái quả gì thuộc đời sau của chính mình. Đây là một vấn đề lớn. Cái Bồ Tát á, hy sinh tất cả mọi thứ, nhưng điều mà nếu như cái điều đó mà nó làm ngược lại, nó làm chặn lại cái pháp ba la mật của chính ngài, ngài không làm. Mà cái điều đó là cái điều sai, thì dầu cho nó có lợi biết bao nhiêu là vật chất, ngài cũng không làm. Bởi vì đau khổ cho sanh linh, đau khổ cho người. Cái tinh thần của cái vị Bồ Tát làm những việc gì đó lợi mình lợi người, để cho quả gì thuộc đời sau cả hai được yên vui, được tốt đẹp. Chứ như chúng ta biết là chúng ta có thể hy sinh, chúng ta có thể dứt bỏ những cái tiền của, những cái tài sản, những cái danh vọng địa vị gì đó, đó là một điều tốt để mang tới cho tha nhân. Cái đó nó chỉ một tinh thần vật chất. Nhưng chúng ta phải dè chừng. Dè chừng là cái gì? Cái điều gì đó mà làm để gây cái tội lỗi, như chúng tôi vừa nói đó, cái quả gì thuộc đời sau thì nó nguy hiểm. Vì như thế thì chúng ta không có một chánh tri kiến nó dẫn đầu. Bởi vì hiểu biết được cái việc làm của chúng ta đúng, cái lời nói của chúng ta đúng, nó rất là khó. Chúng ta là giàu có, chúng ta được nhiều cái sự thuận duyên, thuận may. Chính cũng chính cái sự giàu có đó, rồi chúng ta mới cái gì, mới thụ hưởng trên cái tài sản, trên cái vật chất đó, mà chúng ta không màng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã sung sướng, chúng ta đã đầy đủ, cho nên không cần làm những cái việc khác. Thì quả thật, đứng trước cái nhìn của Đức Phật, thì Đức Phật nói, cái đó ăn của thừa. Ăn của thừa mà đời trước tạo cái nhân, bây giờ có cái quả. Quý vị thấy Đức Phật này ví dụ rất là hay không? Ăn của thừa đời trước. Cái sự chấp thủ của con người rất là sợ. Thôi kệ, coi như là chúng ta làm có của ăn của để.
có của ăn của để. Rồi để cho ai? Để cho ai ăn? Để cho người sau ăn. Để người sau là ai? Chính là con cháu của chúng ta. Mà nói theo người Bắc đó, thì có của ăn của để. Tức là của để dành là đó, tức là cái gì? Một là bất động sản, hay nữa là vàng bạc hay tiền của được thừa hưởng, vân vân. Thì cái sự suy nghĩ của chính họ như vậy, đó là họ chính người, họ suy nghĩ bằng một cái hướng tâm tới cái chuyện gia tộc có sự phân biệt. Nhưng thì họ đâu có biết rằng con của mình có phước thì nó mới hưởng được. Mỗi con người coi như chúng ta nghĩ hy sinh đời bố củng cố đời con, hy sinh đời cha coi như cho đời con được tốt đẹp. Nhưng đời con nó phải có cái phước kìa, nó mới hưởng được, nó mới nắm bắt đi lên được. Chứ nếu như mà nó không có cái phước thì nó cũng không thể nào hưởng phước được. Thì nó có được một cái điều kiện đó, có một điều kiện phước, nó là dài xé, nó là ăn tươi trác tán chơi bời. Bởi vì cho nên rất là nhiều người có nhiều tiền của, mà trên cả thế giới, riêng vì Việt Nam, cha mẹ mà có nhiều cái tiền của quá, thì trong 100 người đó chỉ có 5-10 người ý niệm được, mới tận dụng được cái điều kiện thuận của chính mình đang có. Chứ còn đa phần là rơi vào sa đọa, rơi vào hư đốn. Cái đó là thật như vậy. Cho nên phải nói rằng khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta hiểu biết về Phật Pháp, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài dạy nhiều cái điều mà phải nói rằng, nếu mà xét suy ra trong tâm tư của mỗi con người, nếu mà chúng ta tin cái nghiệp, nghiệp quả đó, thì chúng ta mới biết trân quý được. Cũng như không, cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta là hay, chúng ta là giỏi, và chúng ta hay bình thường. Sống có cái sự thương tiếc, sống có cái sự chan hòa. Không, đừng có phê phán người. Khi người đó làm cái việc cực ác, người đó làm những cái sở hành nó tệ hại, là do cái nghiệp phiền não của chính họ, do cái tâm sân, do cái tâm tham của chính họ lúc đó. Nhưng chúng ta cái bình tâm á, cái bình tâm của mình á, thì mình nói sao mà làm cái chuyện đó, sao mà tội tệ quá, sao mà tệ hại quá. Nhưng chưa chắc trong khi chúng ta đụng vào, chúng ta còn tệ hại hơn nữa. Khi mình chửi người ta, mình cho rằng người ta hạ đau không lưu tình, nhưng điều mình hạ đau đứt luôn chứ không có lưu tình nữa. À, cái tình huống đó, cho nên cái tâm tư con người mình nó rất là ghê gớm, nó rất là nguy hiểm. Cho nên hay con người mình hay có sự so sánh, hay có sự phê phán người như thế này như thế nọ. Nhưng tất cả rồi mình học, mình đọc, mình được nhiều cái điều hay, điều mới. Nhưng sự thật cái điều đó, chúng ta ít bao giờ có một sự khiêm cung. Những gì ta có, người khác có. Những gì người khác có, chúng ta có chưa? Làm hiểu về cái sự hiểu biết, về cái sự tu tập. Mà trong tinh thần Phật dạy đó, mình phải sự tự suy quán, phải suy xét ta có thật sự là tốt đẹp, ta có thật sự là đầy đủ và cao quý thanh tịnh chưa? Đối với các bậc đồng phạm hạnh, cái sự so sánh mang tính tích cực, chứ không phải sự so sánh mang tính hơn thua. Nó tiêu cực ở chỗ tức là tranh giành do cái tham, do cái sân. Ta thật sự làm sao ta nhìn đối với các bậc đồng phạm hạnh, ta suy niệm về Phật, ta không có hổ thẹn, ta không có đau khổ. Nếu nói về cái người tu, chứ còn làm thì làm, cứ tu tới đâu tính tới đó, thì cái chuyện đó là cũng chết. Mà một kiếp này chúng ta bỏ tu thì muốn kiếp nó khổ, vậy thế thôi. Cho nên cái việc mà các vị phạm thiên, hay là một số người, hay một số con người, nhiều khi họ hay quá, họ giỏi quá, họ ít bao giờ thấy được cái lỗi của mình, ít bao giờ chấp nhận cái sự sai của mình, nó là một điều như thế. Cái người mà giỏi đó quý vị, mà họ có cái lợi khẩu đó, họ ngụy biện
cái trắng đổi thành đen, cái đen đổi thành trắng. Và họ tự mãn trong cái sai của họ mà cho là đúng. Cái điều này cũng chết nữa. Cái sự ngụy biện đã gọi là ngụy mà, là có cái điều sai, là nó có cái tà trong đó. Tà là tà, chánh là chánh. Mà lúc đó họ đóng vai vừa tà. Dạ, dạ, Hòa Thượng đã trở lại rồi hả? Dạ, Mô Phật, Hòa Thượng đã có mặt chưa? Xin lỗi quý Phật tử, có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, yeah. Rất là tri ân Thượng tọa Tư Quyền đã tiếp lời trong buổi sinh hoạt hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi phải làm việc ở bên ngoài, tại vì ở đây trời bắt đầu nóng rồi, nên nhiều Phật tử đến việc vào buổi sáng sớm để cho trời mát, thành ra chúng tôi phải làm việc với họ. Và khi mà làm việc như vậy đó thì thật sự là gián đoạn công việc trung rung. Nhưng mà chúng tôi muốn kể chuyện này cho quý Phật tử nghe. Đây là cái tâm sự cá nhân của chúng tôi, không phải là để chúng tôi kể lễ. Nhưng mà một điều mà chúng tôi rất là cảm kích chư vị giảng sư ở trong room đó là như vậy. Thưa quý vị, tất cả chúng tôi đều là những vị trụ trì hết. Dạ, từ Hòa Thượng Tề Siêu, rồi Tòa Pháp Đăng, Tòa Tự Quyền, Tòa Pháp Tân, chúng tôi đều là trụ trì hết. Và nếu mà nói để làm công việc ở bên ngoài đó thì nó có rất nhiều việc mà người đời họ thấy quan trọng hơn là cái việc mà ngồi vào trong lớp học này để mà gìn giữ lớp học này. Nhưng mà quý ngài đã bỏ thì giờ vào đây để sinh hoạt. Điều thứ nhất là tất cả chúng tôi đều có một cái ý thức chung làm việc hoằng pháp là một cách để báo ơn Đức Phật. Người sự sâu sắc những cái lời dạy của Đức Phật á, đi vào trong tâm tư mỗi ngày để chúng tôi không có quên cái mục đích chính của đời sống xuất gia và chạy theo những cái mà ở bên ngoài nhìn thấy rất là đồ sộ, rất là trọng đại, rất lớn lao, nhưng mà kỳ thực nó chỉ là hư danh, nó chỉ là hư lợi, nó chỉ là phù hoa, chứ nó không thật sự có giá trị sống xuất gia. Chúng tôi kể điều này không phải là để tự nói lên cái công đức mà mình làm, mà điều mà chúng tôi muốn nói là cái sự khác biệt á, ở trong đời sống nó nằm trong đường tơ kẻ tóc thôi, giữa cái hướng đi lên và hướng đi xuống. Chúng tôi lấy một ví dụ là rất là dễ khi mà mình đi tu tập và những điều như là cung kính lợi đắc, như là những cái thành tựu nhỏ đó, nó làm cho chúng ta quên đi cái sự nghiệp trọng đại. Cái sự trọng đại, cái gần đó, gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là cái sự nghiệp về trí tuệ. Trí tuệ ở đây là cái trí tuệ học hiểu lời Phật dạy, đó là trí tuệ thật sự. Và điều quan trọng nữa, đi xa hơn nữa là tuệ giác, là thấy được cái chân tướng cả Pháp để giác ngộ giải thoát. Cho dù có làm được việc gì trong đời này và là ai đi nữa đó, mà mình quên đi cái sự bản chất vô thường, khổ, vô ngã của đời sống đó, thì điều đó đó đều dẫn đến đi xuống hết. Và trường hợp này rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy trong bài kinh này, tuy là bài kinh ngắn thôi, nhưng mà chứa được một giai thoại rất là ý nghĩa. Vì Phạm Thiên sống ở cõi Phạm Thiên đó, quả thật là hào quang sáng rực cả Bắc Phương. Quả thật là hào quang và cái cung điện thì nguy nga diễm lệ. Được có thể nói rằng về năng lực thần thông thì vị này thiên biến vạn hóa. Thế nhưng mà vị Phạm Thiên kia nhắc cho thấy rằng tất cả những điều đó là phù ảo, tất cả điều đó đều là không có giá trị trường trữ, và chẳng những vậy mà tất cả điều đó đều là nguy hiểm hết. Nếu mỗi ngày chúng ta có thể nhắc nhở lẫn nhau là cái danh thơm, cái lợi lộc,
cái nặng, cái được ở trong cuộc sống chúng ta, nó so với vị phạm thiên mà trong này thì chúng ta không là gì cả. Chúng ta hoàn toàn không là gì cả. Chúng ta đâu có biến hóa thành ngàn thứ được. Chúng ta đâu có hào quang sáng các cõi phạm thiên được. Nhưng mà rồi sao? Rồi kỳ thật là chúng ta đắm trong đó nó tăng mà cái ở trong trong vòng sanh tử luân hồi chúng ta nếu mà u mê lắm á, thì tạo nhiều ác nghiệp để mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà nếu chúng ta sáng suốt thêm một chút á, thì chúng ta sẽ tạo thiện nghiệp để mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp, tạo những nghiệp tốt đi nữa, thì cái nghiệp tốt nó mang lại quả tốt, một quả tốt đó nó cũng có thể tạo cho chúng ta sự sa đọa. Bởi vì người ta thường nhắc là làm sao mà khi mình sống á, mình mà thắng không kêu, bại không nản, nhưng mà chuyện đó đâu có dễ chứ. Dạ phải. Dạ, được hữu cho 15 phút qua được. Dạ, 15 phút qua tới được. Dạ. Thì thưa quý vị, tất cả chúng ta đều phải đối diện với một sự thật là trong cuộc đời này, cái được ở trong cuộc đời này, cái thành công ở trong cuộc đời này, cái gọi là phúc á, thì trong cái quả phúc á, nó tàng ẩn cái họa, nó tàng ẩn cái nguy hiểm. Và điều này thì chúng ta không thấy, chúng ta chỉ thấy một mặt thôi, thấy mặt đẹp của nó mà chúng ta không thấy nguy hiểm. Cũng như là có lần Đức Phật Ngài thấy một cái gói đựng vàng, Ngài nói là con rắn, mà quả thật sau này có người lượm được cái vàng đó đó, thì người đó bị chút lấy họa. Và chút lấy họa cũng may là Đức Phật Ngài có nói trước, Ngài có chỉ, Ngài có thích được. Nhưng mà thật ra thì cái họa phúc không có biết được, thưa quý vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng à, mình có phước rồi hãy có phước mình hưởng, không có đâu. Nhiều người trong cuộc đời này đó, chúng tôi gặp có những người, thưa quý vị, họ là luật sư, họ có tiền, rồi cuối cùng á, họ đặt cái niềm tin họ sai chỗ. Tại vì sao? Họ không được nghe pháp bậc cao nhân, mà họ quá tự thị vào cái học thức của họ, rồi cuối cùng họ đi tìm cái sự lầm lạc. Tại vì thật sự là một cái người không phải ở trong Phật pháp mà bảo rằng họ có đủ khả năng đánh giá Phật pháp thì chuyện đó không có đâu. Dạ, mình phải ở trong chuyện chỗ đó mình mới biết cái giá trị nó, mình đánh giá. Bây giờ mình ỷ lại vào học vị, ỷ lại vào sự thành công, ỷ lại vào tiền bạc, cuối cùng mình đi đâu? Không đi đâu về đâu hết. Chúng tôi gặp hàng muôn hàng vạn người như vậy, nhiều người lắm. Như họ rơi vào cái chỗ sai lầm do chính cái sự thành công, do chính cái họ có, do chính cái họ được. Bởi vì tại sao chúng ta gọi Đức Phật là Phật? Phật có nghĩa là bậc tỉnh thức, là bậc giác giả, là bậc thấy ở trong mọi thời gian. Ngài là gọi là bậc mắt hay là đấng pháp nhãn. Bởi vì có những điều Ngài thấy mà chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ thấy một mặt trái, không thấy mặt phải. Chúng ta chỉ thấy vị ngọt, không thấy được nguy hiểm, và cũng không có khả năng thấy được sức ly. Không thấy được nguy hiểm thì lấy gì chúng ta thấy được sức ly? Nên chi những bài kinh như vậy, chúng tôi cam đoan với quý Phật tử là nếu chúng ta chỉ đọc mà chúng ta không có thời giờ để nghe, không có thời giờ để bàn thảo, không có thời giờ để chư tăng và cùng quý Phật tử cùng nhau để nhìn bài kinh, thì chúng ta đọc bài kinh như một câu chuyện thần thoại. Mà điều đó uổng công Tôn giả Đăng Đa, Ngài đã nhớ và Ngài đã kết tập lại. Bởi vì thưa quý vị, những giai thoại này mang lại chúng ta nhiều. Nên quý vị thấy rằng tại sao mỗi ngày đó, khi chúng ta vào học trong các bài kinh ở lời Phật dạy đó, đôi khi có một vài vị nói rằng cái chuyện nó không cần, thôi mình bỏ qua, mình không cần phải bàn nhiều. Nhưng mà kỳ thật chúng ta nên bàn lắm. Tại vì chúng ta không bàn ở đây, chúng ta bàn ở đâu? Quý vị thấy rằng những cái bàn thảo đó thì chúng tôi nói giống như nước chảy qua cầu thôi.
Chính vì có cái chuyện mà chúng ta nhìn lại nhiều vấn đề từ nhiều góc cạnh đó, nó mới làm cho chúng ta động não, làm cho chúng ta suy nghĩ, làm cho chúng ta thấm thía hơn. Chúng tôi rất là sợ cái cách học, cách suy nghĩ mà rập khuôn. Có nghĩa là nói như vậy nghĩa là như vậy, không ý nghĩa nào khác. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quên đi là Đức Phật dạy chúng ta nghe pháp là có lắng nghe, rồi có ghi nhớ, rồi có suy nghiệm, rồi đem ra ứng dụng. Nếu chúng ta chỉ nghe, nghe cho có nghe thì những đoạn sau chúng ta không có đâu. Bây giờ chúng ta đi khắp thế gian này, những người mà có quyền như đứng đầu một quốc gia, những người có tiền như là những tỷ phú giàu nhất, những người mà có nhan sắc đẹp đẽ, bao nhiêu người hâm mộ, thì thật ra so với những vị phạm thiên này không nghĩa gì đâu, thưa quý vị. Chúng tôi bảo đảm không nghĩa gì đâu. Nhưng mà các vị phạm thiên còn rơi vào ngã chấp, rơi vào kiến chấp, thì nói gì chúng ta là con người. Tùy muốn mà là 16. Thường cứ cũng tỉnh là thường nhất đã cầm mic trở lại trong lớp học, không còn nghe được âm thanh. Dạ quý vị có còn nghe chúng tôi nói được, quý vị nghe được không? Dạ. Thì thưa quý vị, chúng ta rất là dễ rơi vào trong một cái trường hợp của đời sống, đó là chúng ta bị ru ngủ. Ru ngủ bởi chính cái quả phúc chính mình. Bởi vì khi mà quý vị sang các quốc gia Phật giáo, người ta không có giống như chúng ta là chỉ biết cầu phước, chỉ biết làm để mong rằng đời sau được có cái này có kia, mà người ta còn hướng đến là xa bạn ác, gần bạn lành, có chánh kiến, có chánh trí, học hiểu được pháp của Phật và cuối cùng giác ngộ giải thoát và là duyên chứng được Niết Bàn. Tại vì sao người ta phải nguyện như vậy? Là tại vì thật sự trong vòng luân hồi đó, kể cả cái không kể cái gọi là cái quả của người bất thiện, mà cái quả của nghiệp thiện đó gọi là phúc quả đó, cái phúc quả nó cũng có nguy hiểm và nó cũng nhận dìm chúng ta, nó cũng là cái điểm khởi đầu thối đọa. Bởi vì quý Phật tử mà học giáo lý duyên khởi đó thì nói rằng vô minh duyên cho hành, vô minh là cái sự mê mờ không sáng suốt, duyên cho hành ở đây là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Tức là cái hành vi thiện ác ấy, nó vốn nó có căn ở chỗ vô minh. Dạ, con thỉnh ngài cảm bích trở lại ạ. Và dạ, một lần nữa con xin thỉnh ngài. Dạ quý vị có nghe được không vậy?
Lúc này không biết sao mà chúng tôi bị nhiều vấn đề khó khăn của cái internet đó hay disconnect thưa quý vị. Mặc dù chúng tôi sửa rất nhiều cách cũng như mặt đỡ hơn lúc trước rồi, nhưng mà nó vẫn bị. Thì nói chung là mỗi buổi chúng ta trong cuộc đời này đó, đôi khi mình phải cảm nhận một số nhân loại đó có một ít ông cha bà mẹ thương con mà thương đúng chỗ, thương con mà làm cho con trưởng thành, thương con làm cho con khôn lớn, thương con mà làm cha người, thương con để con không có hư, thì ít lắm thưa quý vị. Cái đó thì trong số những bậc cha từ người dẫn ta về cái hệ lụy, cái khổ đau của các cái khổ cảnh, nhưng rồi đồng thời trong cái quả cái phúc đó thì Đức Phật này cũng dạy rằng kể cả thiện cả bất thiện, kể cả quả phúc và quả ác nghiệp thì tất cả đều có cái hệ lụy hết. Và do vì ngày dạy giáo lý duyên khởi là một giáo lý vượt thoát, mà chỉ có một vị Phật, chỉ có một đấng từ phụ thật sự mới chỉ cho chúng ta điểm đó. Điểm đó nó cần cái lý trí, điểm đó nó cần sự hiểu biết, điểm đó nó cần chúng ta có một cái ý thức, một ý thức rất là minh mẫn. Nếu chúng ta không có ý thức minh mẫn thì chúng ta không thể hiểu được. Bởi vì ở trong bài kệ vị Phạm Thiên dùng danh từ gọi là Sumetha hay Sumetho chỉ cho Đức Phật. Đức Phật ở đây là bậc minh triết hay là bị minh mẫn. Cái chuyện đó mà một cái người mà có phước hay là người khôn chưa hẳn là minh mẫn đâu. Minh mẫn đó là ở trong có cái khéo. Dạ. Quý Phật tử thấy ở đời là cha mẹ dạy con á, thấy con nó như vậy mình thương quá, mình làm gì? Nó muốn xe mua điện. Nhưng mà khi chúng ta làm đó có thực sự thương con hay không? Thương thì có thương, nhưng mà lợi chưa chắc là lợi đâu. Có khi nó còn nhỏ mà cha mẹ có tiền nó rồi lớn lên, nó rồi mặc đồ hiệu, đi xe tốt, đi điện thoại đúng mốt đúng thời đó, thì lớn lên nó hư. Dạ, lớn lên nó hư. Nó không thấy được giá trị của đồng tiền khổ cực như thế nào, nó không thấy được cái tinh thần khiêm tốn với giá trị như thế nào, và nó không thấy trong cuộc sống thực tiễn như thế nào. Thì cái này là đòi hỏi cái sự minh mẫn của ông cha bà mẹ. Đây là cái sự thương đúng chỗ của ông thầy ở những cái họa nguy hiểm, từ cái khổ nguy chán ghét, mà cái nguy hiểm nằm ở cái mà chúng ta thích thú, chúng ta hoan nghĩ, cái mà chúng ta gọi là quốc họa, nó nguy hiểm lắm. Dạ, siêu nguy hiểm. Thật ra thì ở trong kinh có dùng một cái chữ gọi là Pama đá, chỉ cho cái vị Phạm Thiên ở kinh với Phạm Thiên đó. Chữ Pama đá ở đây là sống buông thả, sống trầm mình, sống ngâm mình, sống chạy theo cái sự hưởng thụ. Thì khi mà chúng ta đã có khuynh hướng như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta có vấn đề đó. Dạ, cũng như chúng tôi gặp rất là nhiều vị hồi còn trẻ tu rất tốt, và dạ, tu tốt lắm. Nhưng mà tới chừng lớn lên bắt đầu có danh tiếng, được sự cúng dường nhiều, có chùa chiền to lớn đẹp đẽ rồi, thì nó lại đâm ra cái suy nghĩ khác. Đâm suy nghĩ khác, làm sao để mình thủ đắc đi đó, làm sao để mình hưởng thụ. Và khi mà vị đó đổi cái khuynh hướng, không còn tinh tấn nữa, không còn cố gắng nữa, không tha thiết Phật pháp nữa, thì vị đó lại đi theo một hướng khác. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng cái người tu á, mình phải nghĩ rằng mình giống như cái khúc gỗ khi nó trôi ra biển. Thấy nó nằm ở trên dòng nước không hẳn là nó trôi ra biển đâu. Nó có những lý do để nó không trôi ra tới biển cả. Và thí dụ nó tấp bên này, nó tấp bên kia. Ví dụ như bị người vớt lại, bị phi nhân vớt lại, rồi bị nước xoáy nhận chìm, rồi thúi trong ruột thúi ra chẳng hạn, hay là bị mắc cạn, thì cũng như là một vị tu sĩ có thể là mê đắm vào sáu cảnh lục trần, hay là làm nô lệ cho sáu căn, là thỏa mãn các giang quan của mình, hoặc giả là bị người vớt lại, tức là có một cái tâm mong cầu
được hưởng cái phước ở trong mỗi người, hay là bị chư thiên, bị phi nhân giấc giống như mong cầu hưởng phước cõi chư thiên, bị thúi từ trong ngực thúi ra, là bị ác rồi, hoặc giả là bị mắc cạn, là bị sự cao ngạo ngã chấp. Mắc cạn là trường hợp vi phạm thiên chúng ta nói ở đây, hay là bị nước xúc. Thì Đức Phật giải rằng như vậy thì cái khúc gỗ nó không hẳn là nó nằm ở trên dòng đường biển cao tốc. Thì trên hành trình của chúng ta đến sự tập duyên, cái chuyện đó nó ít làm cho chúng ta trao đảo hơn là những vị tu có nhiều cái thuận duyên. Chúng tôi biết có một vài vị vào chùa tu là Phật tử thương quá, thậm chí có những người Phật tử nhận cùng làm con nuôi, cung cấp đầy đủ, vị nào học không khá. Có nhiều vị mới tu thời gian ngắn được vị thầy trao cho ngôi chùa lên cũng kỳ sống quá. Thật ra nó cũng nguy. Có những vị nổi tiếng mà còn trẻ quá cũng nguy. Có những vị mà được Phật tử cúng dường nhiều quá cũng nguy. Thật ra đó, cái thuận duyên nó đẩy chúng ta đi xuống nhiều hơn là hơn là cái chứng duyên, thưa quý vị. Đây là cái kinh nghiệm chúng tôi là ở tại Việt Nam á, từ năm 75 đến 85 á, là thời kỳ rất là khổ. Thì thời kỳ đó những vị đi xuất gia lại có nhiều vị về sau này rất là tốt và rất là tận tâm với Phật pháp. Và sau này cái hoàn cảnh thay đổi đó, đời sống sung túc hơn, không có nghèo khổ như ngày xưa, thì không hẳn là chư tăng về sau này mà phấn đấu như ngày xưa. Tại vì khác đi rồi. Dạ, nó khác đi rồi, chúng ta nên thấy rõ được điều này. Do vậy, trong cuộc sống này, nếu chúng ta hiểu Phật pháp và nếu chúng ta hiểu cuộc sống, thì đừng thấy cái nghịch cảnh mà buồn lòng, mà đừng thấy cái thuận duyên mà gọi vui mừng. Tại vì cái thuận cảnh nó cũng có cái phúc và có cái họa, nó có cái thuận và nghịch, mà cái thuận duyên thì nó cũng có cái họa và cái phúc, chứ không phải là thuận nghịch nó luôn luôn là điều tốt hoàn toàn, điều xấu hoàn toàn. Chúng ta được nghĩ như vậy. Thật ra thì bài kinh này mới đọc thì, nhưng mà nếu chúng ta nghiền ngẫm kỹ đọc lâu thì chúng ta thấy bài kinh rất là ý vị, rất là ý vị. Từ cái sự tự mãn tự hào của một vị phạm thiên không được nêu tên ở đây, cho đến cái lời khuyên nhắc của hai vị phạm thiên, chúng tôi thì hơi nghi ngờ thôi. Chỉ trong sớ giải thì chúng tôi đọc 3-4 bản sớ giải. Một vị là Suprama và vị khác là Visuddhi Vasa đó. Theo chúng tôi nghĩ có lẽ là hai vị phạm thiên này ở cõi trời ngụ tịnh cư, theo nghĩ thôi. Dạ, tại vì vị địa Phật pháp thấm nhuận, hay là vị phạm thiên có thể có cái quả chứng gì đó mà có cái niềm tin rất là kiên cố và có cái biết rất là sâu rộng về cái chân pháp của thế gian, nên vị này đã có những lời khuyên. Và hoàn toàn trong bài kinh này không có sự xuất hiện của Đức Phật và các đại đệ tử Phật như là những câu chuyện trước, chỉ là hai vị phạm thiên này nói với một vị phạm thiên khác, nhưng mà lời nói rất ý vị. Lời nói đó nói về sự nguy hiểm của gọi là quả phúc ở cảnh giới phạm thiên. Lời nói đó nói lên cái hệ lụy của ngã chấp, và đồng thời nói lên sự cao cả của Đức Từ Phụ, tức là Đức Phật, bậc giác ngộ trong cuộc đời này. Thì chúng tôi hy vọng rằng những giai thoại như vậy đôi khi chúng ta chiêm nghiệm, suy tư và giữ trong lòng chúng ta một chút ánh sáng để soi rọi trong cuộc đời này. Đối với cái vui, cái khổ hay cái thuận nghịch, chúng ta sẽ tập nhìn khác hơn và chúng ta sẽ có phản ứng khác hơn. Không phải cái gì thuộc về nghịch duyên thì chúng ta cũng dậy nỉ, chống đối, cũng đả kích. Mà cái thuận duyên là chúng ta cũng ôm chầm lấy, cũng tự hào, tự phụ. Và cái nguy hiểm ở trong cả cái thuận nghịch đều luôn luôn xảy ra. Chỉ có